Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin trưa ngày 20 tháng 11 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Trước tiên thì thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin được gửi lời kính chúc đến các thầy cô giáo. Chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe để cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp chồng người. Thưa quý vị, bắt đầu từ 7 giờ sáng nay, ngày 20 tháng 11, chương trình cầu truyền hình Ngày Thầy Trò do MobiTV kết hợp với Đài truyền hình kỹ thuật số VTC thực hiện đã diễn ra. Kéo dài tới 23 giờ, chương trình phản ánh sinh động không khí kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ quốc. Cùng với đó là những câu chuyện cảm động về tình cảm thầy trò, những chia sẻ của các thế hệ học trò về những người thầy kính yêu của mình. Chương trình cầu truyền hình Ngày Thầy Trò sẽ có những điểm cầu tại những vùng miền còn khó khăn của đất nước như Lũng Cú, Hà Giang, đảo Lý Sơn, trường học tại Trường Sa, Cần Thơ, Huế, Hà Tĩnh. Chương trình được phát sóng đồng thời trên nhiều kênh truyền hình lớn trên toàn quốc, trong đó có kênh VTC2, VOV, Truyền hình Nhân dân, An Viên và Việt Tin. Dạy học ở những vùng cao, các thầy cô giáo luôn phải gặp rất nhiều khó khăn. Thế nhưng với tình yêu nghề, lòng thương yêu học trò, các thầy các cô đã vượt qua mọi khó khăn để giúp học trò nghèo vùng cao có được con chữ. Sẽ thật ý nghĩa khi trong Ngày Nhà giáo Việt Nam này, những hình ảnh đẹp nhưng cũng rất đỗi đời thường của những nhà giáo như thế được ghi nhận. Những cô giáo đang miệt mài gieo chữ ở huyện vùng cao Tây Trà của tỉnh Quảng Ngãi là một ví dụ. Những bước chân dường như không mỏi của những cô giáo vùng cao. Hàng chục năm nay, họ vẫn thầm lặng lội bộ băng rừng đến với học trò nghèo. Nơi ở tạm bợ. Những bữa cơm nấu vội. Đã 3 năm nay, cô Trần Thị Lan đã bám trụ ở điểm trường tiểu học số 2 Trà Phong, huyện Tây Trà, Quảng Ngãi. Với người cô giáo trẻ này, thì dù cuộc sống sinh hoạt nơi vùng cao luôn khó khăn thiếu thốn, nhưng được là một giáo viên vùng cao thì đó đã là niềm hạnh phúc. Các em học trò ở đây thì cũng rất là dễ thương. Bà con hàng xóm ở này thì rất là nhiệt tình, cũng quan tâm giúp đỡ, nên là cũng thấy rất là vui, nên là cũng cố gắng ở lại để bón trường bón lớp, giúp cho em, có em thì có được có con chữ và có cuộc sống được tốt hơn sau này. Chào bé đến lớp. Những cô giáo dạy trẻ em vùng sâu này vẫn luôn chào đón như thế mỗi ngày. Lớp học vì thế cũng đông đủ hơn. Cô giáo Hồ Thị Thanh cũng đã vượt qua cả trăm cây số từ đồng bằng lên đây để dạy chữ cho học sinh trường mẫu giáo Trà Sinh. Tình yêu nghề đã thôi thúc cô và bao cô giáo khác ở huyện vùng cao này vượt qua mọi khó khăn để hết lòng với con em đồng bào dân tộc Co. Cái lòng yêu nghề mến trải cho nên em cũng tự là cố gắng là đem con chữ đến cho các cháu. Cố gắng tạo điều kiện cho các cháu học tập. Nói chung là rất là nhiều khó khăn. Và trường học thì còn tạm bợ. Học trong đó là nhận trúng lớp ghép. Lớp ghép là lớp ghép 1 với lại lớp ghép 1A cộng 2. Mà trong đó là lớp 1 đó, là lớp là đầu cấp, nó rất là quan trọng. Nhưng lại là ghép, là học ghép là các em đa số là ngay từ đầu năm học là các em chỉ biết đọc, biết viết. Vì công việc và niềm đam mê nên cũng cố gắng đem cái chữ đấy cho học sinh. Ngày 20 tháng 11, không hoa cũng không quà. Nhưng món quà ý nghĩa nhất với những cô giáo này, nhiều khi chỉ là được thấy các em đến trường đông đủ. Hàng ngày, các cô vẫn thầm lặng gieo chữ. Và các cô đã thực sự trở thành những người mẹ hiền trong mắt những đứa trẻ, con em đồng bào Co nơi đây. Thưa quý vị, nằm cạnh bờ sông Đuống, làng Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh là một làng cổ có từ hàng nghìn năm trước. Nơi đây không chỉ nổi tiếng qua bài thơ Bên kia sông Đuống lừng danh của thi sĩ Hoàng Cầm, mà còn vang danh khắp cả nước với truyền thống hiếu học hiếm có được mọi người ngưỡng mộ, gọi bằng cái tên là làng đại học. Hàng năm ở làng thì có hàng trăm học sinh đỗ đại học và hiện nay thì có hàng trăm thạc sĩ, tiến sĩ xuất thân từ ngôi làng nhỏ này. Hơn 20 năm trước, Mão Điền là xã đất chật người đông. Người dân chỉ biết sống dựa vào ruộng đồng nên cuộc sống còn rất khó khăn. Vào những năm 1994-1995, chính quyền xã Mão Điền đã họp bàn đưa ra một hướng đi mới, đó chính là xóa đói giảm nghèo bằng giáo dục. Phong trào hiếu học mà vươn lên học khá học giỏi và tỷ lệ thi đỗ đại học thì bắt nguồn từ những năm 94-95, thì khi xã làm cái phong trào khuyến học, khuyến tài. Từ đó
thì rất nhiều gia đình, rất nhiều dòng họ, rất nhiều thôn xóm đã hưởng cái phong trào này, và nó thành một cái phong trào thi đua sôi nổi, nhà nhà cho con em đi học, và các dòng họ cũng tạo điều kiện để cho con em học, và đồng thời khuyến khích động viên các cháu phấn đấu vươn lên học tập. Hội khuyến học xã được thành lập, mỗi hộ gia đình đóng góp 20.000 đồng một năm cùng với những nhà hảo tâm, hàng năm phát thưởng cho hàng ngàn lượt học sinh, giáo viên giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học khá. Các em học giỏi được vinh danh trên đài phát thanh của xã. Gần chục năm qua, mỗi năm xã có từ 135 đến 150 em đỗ đại học. Nhiều em đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, đỗ thủ khoa. Hiện tại trong xã có hàng trăm thạc sĩ, trên 30 tiến sĩ, một giáo sư, 6 phó giáo sư. Địa phương tôi là làng được mệnh danh là làng đại học. Thì nhìn chung là ở cái xã Mão Điền này thì có một cái phong trào học tập rất là tốt. Cho nên theo cái truyền thống quê hương và theo truyền thống của gia đình thì các con tôi cũng rất là cố gắng học tập để lên người. Và nhờ đầu tư con cái học hành nên nhiều gia đình nơi đây đã thoát nghèo, trở nên khá giả. Thì không có cách nào để mà thoát nghèo, thì chỉ là nghĩ đến con đường là cho các con mình học tập. Thì mình vợ chồng cố gắng làm lụng sớm khuya để cho con nó ăn học, cho nó sau này nó khỏi vất vả. Như đời bố mẹ là vất vả quá. Đấy, chỉ nghĩ thế thôi, cho nên là quyết tâm là cho các con học. Nhìn các thành tích học tập của các anh chị khóa trước, em cũng muốn nói gương các anh chị cố gắng học tập để được như các anh chị. Đến Mão Điền, chỉ thấy học trò miệt mài học tập đến khuya, không hề có cảnh thanh thiếu niên tụ tập. Còn người lớn cũng chỉ nói về chuyện học hành của con em mình. Ở làng Mão Điền, thước đo giá trị gia đình không phải bằng xe hơi hay nhà cao cửa rộng, mà là sự đỗ đạt của con cái. Từ một chủ trương đúng và lòng hiếu học, Mão Điền ngày nay đã lột xác từ một xã thuần nông nghèo, nay đường làng, ngõ xóm đều được bê tông hóa và 90% các hộ dân có nhà kiên cố cao tầng. Rất có thể chẳng bao lâu nữa, cái tên làng đại học Mão Điền sẽ được mọi người ngưỡng mộ, gọi là làng thạc sĩ. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Ngoài giải nhất công nghệ thông tin ứng dụng trên di động thuộc về nhóm tác giả sản phẩm học ngoại ngữ cho trẻ em Mankai Junior, giải nhất nhân tài đất Việt 2016 lĩnh vực công nghệ thông tin triển vọng năm nay đã được trao cho nhóm tác giả hệ thống phân tích ngữ nghĩa và quản trị tương tác mạng xã hội SMCC. Đây là kết quả chung cuộc được công bố tại lễ trao giải nhân tài đất Việt 2016 vừa diễn ra tối qua ngày 19 tháng 11 tại Hà Nội. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước đã tới dự buổi lễ. Ứng dụng di động Mankai Junior của nhóm tác giả đến từ công ty cổ phần Early Start là hệ thống dạy học ngoại ngữ cho các bé từ 4 tháng tuổi đến 10 tuổi với kho dữ liệu đa phương tiện bao gồm hình ảnh, video và âm thanh. Trong khi đó, sản phẩm hệ thống phân tích ngữ nghĩa và quản trị tương tác mạng xã hội SMCC của nhóm tác giả đến từ công ty cổ phần Chọn Lọc Thông tin là một hệ thống phân tích, thống kê thông tin trên mạng xã hội có đầy đủ chức năng của một hệ thống phần mềm dịch vụ SaaS, hệ thống sử dụng các kỹ thuật Deep Learning tiên tiến để xử lý văn bản tiếng Việt. Bây giờ cảm giác thực sự là rất là hào hứng và tự hào. Tại vì được giải nhất nhân tài đất Việt là một cái giải mà rất là uy tín. Và đặc biệt là với anh em khởi nghiệp là những người mà hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Mankai Junior là một dự án mà cho phép các bé, từ các bé rất là nhỏ, từ vài tháng tuổi đến 10 tuổi học ngôn ngữ. Không chỉ là tiếng Anh mà đồng thời là cả ngôn ngữ khác. Hệ thống của chúng tôi là một cái hệ thống đi quét toàn bộ thông tin trên mạng xã hội và phân tích ngữ nghĩa dùng trí tuệ nhân tạo. Thì giữa những cái đống thông tin được xuất bản hàng ngày trên Internet hiện tại ở Việt Nam thì có trộn lẫn rất nhiều những cái thông tin mà chất lượng không cao, thì hệ thống của chúng tôi giúp cho những người sử dụng có thể lọc ra những thông tin tốt và sử dụng nó cho những mục đích kinh doanh hoặc rất nhiều mục đích khác. Cũng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, giải thưởng nhân tài đất Việt 2016 còn có 2 giải nhì, 2 giải ba, 1 giải dành cho startup triển vọng và 2 giải khuyến khích cho các nhóm tác giả của các sản phẩm công nghệ thông tin đã ứng dụng rộng rãi thành công như hệ thống một cửa liên thông VNPT, iGate, mạng giao thông vận tải PSIC.com. Thì đối với sản phẩm hệ thống một cửa liên thông VNPT, iGate thì tụi em phát triển với mục đích là muốn phục vụ chủ yếu là cho người dân và thứ hai là cho doanh nghiệp hoặc là cho nhà nước.
Thì sản phẩm này chủ yếu là phục vụ về các vấn đề giải quyết thủ tục hành chính hiện tại trên tất cả các cơ quan nhà nước ở Việt Nam mình. Nhà nước và chính phủ. Bên cạnh lĩnh vực công nghệ thông tin, Nhân tài đất Việt 2016 cũng đã vinh danh các nhân tài khoa học trong lĩnh vực khoa học công nghệ, y dược, khuyến tài, mang lại lợi ích trực tiếp cho cộng đồng dân cư tại địa phương như sáng chế máy đánh suất vải sợi, sáng chế máy tách hạt ngô, máy dập vỏ bia, sáng chế máy sản xuất thức ăn cho tôm từ phế phẩm hay sáng chế lò đốt rác thải y tế. Tối ngày 19 tháng 11, lễ khai mạc hội chợ hàng Việt Nam thành phố Hà Nội năm 2016 đã được tổ chức với gần 300 gian hàng của 192 doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh hàng Việt Nam. Hội chợ tập trung các ngành hàng tiêu dùng thiết yếu, thực phẩm, đồ uống, hàng thời trang được khách tham quan và người tiêu dùng yêu thích. Hội chợ còn có khu giới thiệu nông sản, sản phẩm an toàn của Hà Nội và các sản phẩm có thế mạnh của 19 tỉnh thành phố trên cả nước, đặc biệt là khu trưng bày hàng thật hàng giả được thành lập bởi Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội. Hội chợ hàng Việt Nam thành phố Hà Nội năm 2016 sẽ diễn ra từ ngày 19 tháng 11 đến hết ngày 23 tháng 11. Xin được tiếp tục với một số thông tin về tình hình an ninh trật tự. Vào ngày hôm qua 19 tháng 11, gần 50.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu đã bị lực lượng chống buôn lậu của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Long An kết hợp với Công an huyện Đức Huệ tuần tra phát hiện và thu giữ. Tại ấp 2 xã Mỹ Thành Đông, huyện Đức Huệ, lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang 9 xuồng máy đang vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu. Tang vật bị thu giữ gồm hơn 45.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu và 9 phương tiện là xuồng máy vận chuyển. Vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý. Cũng trong ngày 19 tháng 11, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với Công an hai tỉnh Lào Cai và Hưng Yên bắt giữ đối tượng Nguyễn Đình Doãn, sinh năm 1989, trú tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên vì có hành vi cố ý gây thương tích. Tại cơ quan điều tra, Doãn khai do mâu thuẫn trong việc mua bán ma túy nên Doãn dùng súng bắn vào Lê Đình Vũ, sinh năm 1994, trú Hưng Yên, khiến nạn nhân bị thương ở vùng cổ, ngực và mặt. Sau khi gây án, Doãn đã trốn khỏi địa phương và bị truy nã. Để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng, Doãn đi lang thang làm thuê tại nhiều tỉnh. Lúc bị bắt, Doãn đã làm phục vụ bàn tại một quán bar tại thị trấn Tằng Lõng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Hơn 10 năm nay, toàn bộ rác thải của 12 trên 13 xã thị trấn tại huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đều tập kết về bãi rác Dốc Ké ở xã Vạn Thắng. Trên địa bàn thì chưa có nhà máy xử lý rác nên toàn bộ lượng rác thải này đều đang phơi lộ thiên và xử lý bằng cách chôn lấp thô sơ. Tình trạng quá tải bãi rác đang là một thực tế kéo theo nguy cơ ô nhiễm môi trường cho khu vực xung quanh. Là một điểm đổ rác nhỏ lẻ của người dân trong khu vực xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Qua hơn 10 năm hoạt động, bãi rác Dốc Ké đã trở thành điểm tập kết rác quy mô và duy nhất của toàn huyện Vạn Ninh. Bãi rác chỉ rộng khoảng 2 hectare, nhưng mỗi tháng tiếp nhận hơn 1.500 tấn rác thải và trở nên quá tải, gần như không còn khả năng tiếp nhận thêm rác. Tuy nhiên, độ cao của bãi rác này vẫn nâng lên từng ngày. Hiện nay đối với cái lượng rác của địa bàn của huyện Vạn Ninh là rất là lớn, nhưng mà cái diện tích bãi rác là đã hết và không còn cái chỗ đậu ố nữa, và cũng đang cái dự kiến là đến cuối 2016 thì là cũng đã quá tải. Vấn đề mà thu gom xử lý thì hàng cứ một tuần thì bên công ty sẽ cho công nhân tiến hành là phun diệt ruồi và khử mùi một tuần là hai lần, và cộng với việc là san ủi và chôn lấp bằng cát cứ một mét thì chúng tôi là tiến hành đắp cát lên để mà san đắp lên và đầm nén rồi san ủi. Việc xử lý rác hiện nay của bãi rác Dốc Ké là chưa hợp lý về mặt kỹ thuật của một bãi chôn lấp hợp vệ sinh. Lượng rác hiện nay được xử lý theo quy trình đơn giản, không đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật. Theo chính quyền Vạn Ninh, bãi rác này do Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong quản lý. Đơn vị này hiện vẫn chưa có kế hoạch đầu tư, trong khi huyện không thể quy hoạch thêm bãi rác mới. Để duy trì hoạt động bãi rác, trước mắt chỉ có thể mở rộng diện tích bãi rác ra khu vực xung quanh, trong khi chờ nhà đầu tư. Để giải quyết bài toán mà để mà thu gom vận chuyển xử lý rác thải đến 2020 ấy, Ủy ban nhân huyện các cái chủ trương tiếp tới là xin mở rộng cái bãi rác Dốc Ké này. Mà khi nào còn đối với mặt tương lai hiện nay là Ủy ban huyện cũng đã đưa vào cái danh mục là kêu gọi đầu tư. Nhưng hiện nay là nhà đầu tư chưa có. Đặt trong trường hợp đến thời điểm là chẳng hạn từ đây đến 2020 mà cái nhà đầu tư nào đầu tư mới chắc là xin thủ tục đầu tư
thì khi mà cái bãi rác mới hình thành thì sẽ đóng cửa bãi rác ra. Việc quá tải bãi rác Dốc Ké gây ảnh hưởng đến môi trường trong khu vực là điều chắc chắn. Tuy nhiên, do địa phương chưa thực hiện việc đánh giá tác động môi trường nên không thể kiểm soát mức độ ô nhiễm hiện đang như thế nào. Chính vì vậy, chính quyền huyện Vạn Ninh cần sớm có giải pháp di rời bãi rác hoặc xây dựng nhà máy xử lý rác đúng quy trình để đảm bảo an toàn cho môi trường trong khu vực. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa ngày 20 tháng 11 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.